tại hải hoa. Cô hậu vua ngầu màu tâm toàn. Phấn soi gương thì về đồng đánh phấn soi gương lượt ngà chạy chuốt thanh vành dây cô vẫn đầu dòng chơi khoan sở tân lầu sẽ giá lên chầu đường đế vua cha để từng cô vô số hằng hà ban tài tiếp lòng gần xa cho đồng.
Xin cảm ơn anh Sâm. Xuân Hinh xin gửi tới tất cả quý khán giả một lời chúc thế này. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm. Đúng chất Xuân Hinh luôn. Câu chúc cũng là của Xuân Hinh luôn. Em muốn xong bây giờ em cứ thở đấy. Từ từ cho em nói nhá. Tôi với Xuân Hinh thì thưa quý vị là có rất nhiều những kỷ niệm từ năm 1997, 20 mấy năm rồi gì nữa. Dạ vâng. Thì là anh em có một chuyến lưu diễn Cam Ranh cho đến Tuy Hòa, rồi sông Cầu, rồi về Quy Nhơn, Nha Trang. Nha Trang là mình ở Cam Ranh. Vâng. Thế em vâng. Nghĩ Cam Ranh nó ở đâu? Em nói thật với bác là bây giờ em cứ lẫn đấy. Cứ nhớ ngày nọ dọn đến ngày kia. Cái ông này ông giỏi cái chỗ là này, cũng là một cái vở diễn đấy thôi, nhưng mà ở mỗi một sân khấu lại diễn theo một kiểu khác. Tính ngẫu hứng của anh này rất là cao. Cái đấy nó làm nên cái sự hấp dẫn không bị nhàm chán của Xuân Hinh. Bây giờ thì như em nói là lúc nhớ lúc quên, thì bây giờ trên sân khấu bị thế không? Trên sân khấu thì các cái vở kinh điển thì chắc là em không quên được rồi, mà em chỉ có thêm ra thôi chứ không quên được vào. Để có một cái chương trình như ngày hôm nay, những cái giá của cô đôi Hầu Đồng như thế này, có thể hát hàng nửa tiếng và có thể một tiếng. Thế nhưng mà rất là khó, bởi vì là chương trình chỉ cho có 5 phút thôi, thì phải làm thế nào là phải cắt ngắn bớt những cái râu ria rườm rà đi, mà phải làm thế nào để làm cho các cái lớp trẻ họ thêm yêu cái văn hóa đó và hòa cùng với tất cả những nhịp điệu của cuộc sống để cho họ thích và họ yêu cái văn hóa đấy. Đấy là quả là một điều rất khó với những người có tuổi như anh em mình. Anh xin lỗi anh, bây giờ mình đứng gần để mình nhìn thấy, thế cái cô Đồng mình là cái móng tay là cũng phải hóa trang thế này hay là nó bị nó xoay đấy, hay là phải đúng thế này? À không, cái này là em vừa nhảy luôn, nó bốc quá thì nó xoay ra. Chứ không phải. Đồng chí xoay nhiều quá này, bác xoay nhiều quá. Chứ không phải xoay lại đúng không? Đó, thế này mới đúng đúng không? Thì anh không hiểu, chứ anh hỏi. Hôm nay đến với chương trình Ký ức vui vẻ, thì tôi có một câu chuyện. Mà câu chuyện này đã giấu kín khi mẹ tôi mất gần 20 năm nay rồi. Tôi vẫn chưa nói cho mẹ tôi biết về câu chuyện này. Năm 1977, tôi bước chân lên làm diễn viên của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Và đã thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để học cái khóa 1 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa các kịch dân tộc. Thì lúc đó hoàn cảnh gia đình nhà tôi thì rất vất vả. Mẹ sinh được 7 chị em. Có một lần tôi lên bến xe, tôi không gặp được mẹ tôi và tôi không về, không có tiền. Năm thứ nhất thì mẹ tôi chạy lên bến xe đưa cho tôi 20 ngàn. Mà 20 ngàn đó thì mẹ tôi phải nội xuống dưới nước hớt 4 gánh bèo, gánh đi bộ mà 3 cây số mới có 20 ngàn để cho tôi. Tôi cứ nhìn hình ảnh người mẹ và cứ khóc, hai hàng nước mắt chảy. Sau đó thì tôi quyết định là đi buôn. Buôn từ thượng vàng hạ cám, làm thuê làm mướn, buôn cả những cái hạ đẳng nhất của xã hội. Tôi học ở trường sân khấu điện ảnh và ra đầu cầu bắt xe lên thị trấn Bảo Yên là cách gần 300 cây số buổi chiều thứ bảy. 7 giờ tối tôi mới có mặt ở trên đó, mua các quần áo và đi xe đạp 12 tới 14 cây số vào trong rừng để đổi cái quần áo cho người dân tộc và mua những cái vàng cốm họ ấy ở dưới suối đó. Và đêm bắt đầu tôi lại đi xe đạp với chiếc đèn pin, một bên là vực thẳm, một mình đi trong rừng như thế, và lại mua tất cả cái bao chám và trở về đến đầu quê tôi là ở chùa Dâu. Và lúc đấy 2 giờ sáng họ đổ xuống đó và tôi đứng ở giữa đường không biết vào đâu. Với thân gà này gầy gò mà tôi lại kéo từng bao chám vào trong để xin ngủ nhờ, nhưng họ vẫn không cho ngủ và hai hàng nước mắt tôi lại ứa ra chảy. Và sáng ra người nhìn thấy tôi, họ thương tôi. Tôi buồn lắm. Đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa nói những câu chuyện đó với con tôi, với anh em, vì tôi sợ mẹ tôi buồn và tất cả mọi người đều buồn. Đạo Mẫu, Mẫu là người mẹ huyền thoại đã được lịch sử hóa và sân khấu hóa thành những người có danh tiếng, những người có công lao xây dựng quê hương đất nước Việt Nam mình. Cho nên tôi phải vào để tôi lưu truyền và để cho các thế hệ trẻ biết được những cái vốn quý của dân tộc. Mà tôi xin cảm ơn tất cả những người mẹ hiện thực là ở quanh quẩn trong gia đình chúng ta, nuôi nấng cho chúng ta. Cuộc đời tôi còn sức khỏe,
tôi phải làm tất cả những việc gì mà tôi muốn để tôi cảm ơn tiền nhân. Và hôm nay nhờ có chương trình để tôi gửi lại những tâm tư tình cảm của tôi, cảm ơn tất cả các bà mẹ của Việt Nam, nhất là người mẹ huyền thoại Mẫu. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hãy yêu thương những người yêu thương nhất của mình, đúng không? Mà đây là người mẹ. Cũng lâu lắm rồi mới thấy Xuân Hinh xúc động đến như vậy. Vâng, Hồng Vân xin mời. Ngày hôm nay anh Hinh làm cho tôi rất là bất ngờ. Thực ra tụi con biết không, khi gặp chú Hinh là không bao giờ không có cười. Tức là chú Hinh chỉ nói chuyện mà nói chuyện rất là mắc cười. Không bao giờ mà chú Hinh kiểu như là khóc hay là chia sẻ những cái gì về cái cuộc đời của chú buồn bã như thế nào, không bao giờ có luôn. Đó là cái điều đầu tiên em bất ngờ anh Xuân Hinh. Điều thứ hai nữa là chưa bao giờ em được chứng kiến anh Hinh hát chầu văn. Rồi một cái bất ngờ thứ ba nữa là nhìn hồi trẻ của anh Hinh cũng chưa bao giờ tưởng tượng anh Hinh đó xấu vậy luôn á. Ốm nhom, ốm nhắc à, ốm, thiệt là ốm gầy, thiệt là gầy. Đó, thì ngày hôm nay á, thực sự mà nói á, mọi người biết là ở ngoài Bắc á, mọi người cứ đặt chú Hinh là gì biết không? Ôi dồi ôi, ông Hinh ông ấy đanh đá lắm, ôi dồi ôi, ông kêu lắm, ông sống coi như trên tiền, ông không mời, ông không được đâu, đấy, mời không được đâu. Thế nhưng mà, thì cái nguyên tắc của chú Hinh là diễn, là đưa tiền trước cho chú Hinh. Nhưng khi mà bầu xô làm không thắng hoặc là bị cái gì là chú Hinh sẽ lấy cái tiền đó chú Hinh đưa ngược lại, cho lại người ta rất là nhiều. Một cái điều nữa là mọi người biết là đây là bầu mà sừng sỏi ở miền Bắc một thời gian. Tức là cái gì chú làm cũng giỏi và làm tất cả mọi thứ trên cuộc đời ô trọc này luôn. Mà kể cho mọi người một cái chuyện này nha, mọi người không tin không được. Cái lần đó diễn ở Hải Dương, mọi người có tin là Hà Nội á, là đã bị bão 4 ngày trước. Thì ngày hôm đó là cái ngày thứ 5 là diễn ở Hải Dương. Thế thì mưa từ sáng luôn anh ơi, mưa lạnh kinh khủng luôn. Thì em có nói anh Hinh là ôi anh Hinh ơi, mưa này diễn nào được mà diễn ngoài sân bãi cơ. Thế anh Hinh cứ bảo cái việc của cô là cô chỉ đi diễn thôi nhá, xong rồi ôm tiền về không nói nhiều nhá. Thế anh Hinh nói thế xong cái đến chiều bắt đầu lúc 5 giờ bắt đầu từ Hà Nội đi. Thì cái đường cao tốc á, anh Sâm, mưa từ Hà Nội mà tới Hải Dương luôn em. Mưa mà mưa tầm mưa tả, thế rồi chị không biết nữa. Lão Hinh này buồn cười ghê, diễn này xong đến nơi rồi không diễn thì đi về mệt quá. Thế gọi điện cho anh Hinh mà bảo cô cứ đến đây diễn, kể cả không diễn tôi cũng trả tiền đủ cho cô, không phải lo. Đấy, mắng tôi như thế. Thế bắt đầu mình rẽ vào cái đường đi vào sân vận động. Cái chỗ đó là chỗ nào anh Hinh? À, nhà hát Nhân dân Hải Dương. Nhà hát Nhân dân nhá. Bắt đầu rẽ vào cái đường đó phát trời bắt đầu bớt mưa dần dần, bớt mưa dần dần. Và đến cái chỗ nhà hát đó không hề có một tí mưa nào luôn, như chưa bao giờ mưa luôn. Diễn xong á, leo lên xe em đi về anh. Bắt đầu đi ra phía ngoài trở lại cao tốc. Bắt đầu từ từ, bắt đầu vẫn mưa như thế. Từ đây em hãi lắm anh linh ạ lắm. Lão Hinh nói cái gì em phải nghe anh ạ. Lão bảo đi diễn không bao giờ em dám hỏi tiền. Anh Sâm ơi, không bao giờ dám hỏi tiền. Lão cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi. Anh nhỉ. Sợ lắm. Chị Vân ơi, anh Sâm ơi, anh Hinh có một cái hay kinh khủng là như này. Tất cả những người nghệ sĩ ở ngoài Bắc cứ như bọn em mà ở gần anh Hinh thì nó bị một cái không phân biệt được giữa cái việc trên sân khấu mà diễn ngay bây giờ với việc nói chuyện bình thường, nó như nhau. Đúng rồi. Tức là cuộc đời và sân khấu nó là một dòng chảy và không có gì phân tách được cái cuộc đời của anh Hinh. Nên anh Hinh nói chuyện ấy, em với Bắc đã từng ngồi với anh Hinh từ 8 giờ sáng mà uống cà phê, ăn trưa xong nói đến 4 giờ chiều, bảo bọn em bảo bọn em phải về làm việc, bảo không mới có một tí bọn mày đã về rồi. Sao mà mày, chúng mày nhiều việc thế, anh còn chả nhiều việc nữa thì thôi. Cứ ngồi đây nói chuyện bình thường của anh Hinh nó là như vậy. Cho nên lúc anh Sâm bảo là ai diễn với anh Hinh thì rất là sợ. Chắc chỉ có một mình chị Hồng Vân với chị Thanh Thanh Hiền theo được thôi. Múa đội hình ấy thì anh em múa theo kiểu của anh, ai đi cùng được thì cùng, còn thằng nào rớt thì kệ mày. Tao cứ đi. Thế mà ai đuổi khán giả của mình á, ai đuổi được thì khán giả trong Nam của mình á là chắc chưa có kiểu là tiếp xúc với chú Hinh nhiều ha. Nhưng mà ví dụ như ở trong Nam mình là có chú Hoài Linh, thì ở phía Bắc là chú Xuân Hinh. Trời ơi, chú Xuân Hinh đi đến chỗ nào là coi như là điên rồ đến đấy, và luôn luôn tạo ra sự bất ngờ, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông này, biết ông ấy là nghệ sĩ trèo. Ông phóng một cái xe rất là phân khối rất lớn, mặc bộ đồ da trông rất ngầu, đúng không? Rebel. Thưa với anh Sâm, thưa với tất cả quý vị có mặt, những khán giả thân yêu của chương trình Ký ức vui vẻ, để có một Xuân Hinh máu tham cái gì cũng thích, diễn rất nhiều thứ mà được quý vị vẫn còn yêu mến như thế này, là Xuân Hinh đã phải trải qua những nỗi đắng cay, thậm chí cả những nỗi uất ức của cuộc đời mới làm nên những vai diễn
như thế để ghi dấu ấn với tất cả quý vị. Con người ta sinh ra phải có cha, có mẹ và có những người thầy của mình. Trước khi kết thúc chương trình, xin hát tặng tất cả quý vị một câu hát về hè, có được không ạ? Được ạ. Anh Sơn ơi, anh Hinh sinh ra là đất Quan Họ và bước chân ra từ cái đoàn Quan Họ, sau đó bây giờ trở thành kẻ chọc cười dân dã, thì em nghĩ anh phải hát hai câu, một quan họ. Một câu Quan Họ, hát một làn điệu chèo và hát văn vừa rồi ta nghe rồi. Tôi vào tôi không phù hợp với lại cái khí hậu trong này, thế cho nên là cổ nó hơi khan một tí. Ây lặng mà tai nghe, lặng tai mà nghe tiếng hát. À ngã dù hời, à ngã dù ngày thôi, tiếng ngát mà cũng hay hư hồi hư. Tang ngô tình tang, tang ngã tình ơi, nên tôi phải thời, tôi phải bước chân xuồng đò. Là ơi à, là thì đò quyết lại con đò sang. Đấy là một câu của một bài gọi đò đấy. Vâng. Con họ đấy. Quanh quanh chề cái kiếp mơ hành, cười cười cất cất tình mê ngây mê, hề khóc cho đời đời đâu biết gọi cho đời tình, đời vẫn mê yêu đời mà vẫn cho đời ghét thương đời, đời vẫn cứ cười chê ném đau nuốt tùi đồ môi, hết nơi điện ngọc lại nơi xó làng, một đời trôi dạt lang thang, cuộc vui khi đã tròn thì cũng là lúc tan tan đời hè. Xin cảm ơn rất nhiều nghệ sĩ Xuân Hinh. Anh ơi, cho em chia sẻ một chút xíu ạ. Tuy là chưa bao giờ được gặp anh nhưng lại có rất nhiều những ký ức về anh. Và em nhớ là khoảng đầu thập niên 90, lúc đó là em xem cái vở Cu Sứt được chiếu trên VTV và em cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt ra, bắt đầu biết anh từ lúc đó. Sao lại cười hút vào thế? Ồ thế không cười hú hú hút vào, cười thở ra để có cái răng nào nó rụng tiệt à? Em nhớ là hồi đó hát văn là chưa được rộng rãi như bây giờ. Anh là người tiên phong ra thu băng đĩa cái hát văn. Và em nhớ nhà em ở trong ngõ Tạm Thương, thì ngay ngoài phố Hàng Bông với cả chợ Hàng Gia nữa, là cái băng đĩa đó được bày ở trong những cái ngăn tủ ở đó. Rồi đến sau này khi em vào trong miền Nam sinh sống á, thỉnh thoảng em qua nhà người bạn đúng cái ngày giỗ, thì bạn ấy hay đốt nhang trầm và bạn bật cái băng hát văn, coi như là nó ùa về những cái ký ức, cái kỷ niệm mà em nghĩ là chỉ có người ở ngoài miền Bắc mới cảm nhận được cái mùi hương trầm và cái không gian của cái văn vang lên, nó rất là đặc biệt lúc đó anh ạ. Anh xin đính chính thế này, anh là cái người mà hay làm đầu tiên, ví dụ như hát văn đầu tiên mà thu thành cuốn băng cassette để duyệt được những cuốn băng đó, anh là người đầu tiên. Xong đến quay hình cũng là người đầu tiên, và kể cả hát sẩm cũng là người thu những cuốn băng cassette đầu tiên. Em có cái máu tham bác sẩm mà cái gì cũng muốn làm đấy ạ. Thôi hát một câu sẩm nhá. Một quả vô nhân em đây, một câu họa vô nhân nghe em nhan sắc, lòng xuân anh não nùng dù em mặt là phân má hồng. Mặt phân má hồng dù em, mặt phân má hồng dừng dừng em chẳng thèm trông làm gì.
lấy anh đi trước để làm vì anh thì dắt dếu, em thì dở dang viễn cây, sợ trốn em ngồi. Sợ trốn em ngồi vén tay, sợ trốn em ngồi. Thôi ông sợ thì chết dở. Cháu có một ký ức ạ. Cháu với cả chú Hinh thì có cơ hội làm việc rất nhiều rồi. Vậy thì ở nhà thì vẫn gọi là bố Hinh. Cái hồi cháu 8 tuổi và cháu là một người rất đam mê đánh cầu. Nhưng vì một tai nạn mà khiến cho cái chân phải của cháu phẫu thuật và cháu không thể đánh cầu được nữa. Và một ngày đẹp trời, bố cháu mang một đài cassette về và bật lên vở Cô Tâm Bán Kem của chú. Và chính cái vở Cô Tâm Bán Kem đó đã thôi thúc thế nào mà một đứa trẻ ở vùng cao như cháu đã tìm về thủ đô để thi Đại học Sân khấu Điện ảnh và có một Đỗ Duy Nam như ngày hôm nay. Tất cả cháu phải biết ơn và cháu rất là cảm kích, mặc dù nhiều lần gặp chú cháu muốn nói nhưng mà chưa có dịp, thì hôm nay nhờ chương trình con cảm ơn bố Hinh. Rồi lên ôm bố nào. Đó lại móc tiền đấy. Hinh hay cho tiền. Lì xì. Hạnh phúc của những người làm nghề như em, tâm huyết như em. Tất cả mọi người đã bày tỏ cái tình cảm với em. Bây giờ sao? Kết chương trình ạ. Để đến với chương trình hôm nay, em rất vui. Muốn làm một cái điều gì để tri ân tới tất cả quý khán giả. Mai về Hà Nội, xin gửi tới tất cả một lời chúc. Hay hay, mặt nước vơi đầy. Chúc mọi người đẹp như bông hoa nở giữa ngày đầu xuân. Đây là kỷ niệm chương của chương trình Cứu Vui Vẻ, tin tặng nghệ sĩ Xuân Hinh. Xin cảm ơn bác Sâm, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe, hạnh phúc, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Xin cảm ơn tất cả mọi người.